Lan Nguyệt. Chị Mai Trâm chính là dì ruột của con. Ông trời ơi, tại sao đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao? Anh ông Quân, anh bị làm sao vậy? Tại sao em biết anh ở đây? Là Lan Trinh nói cho em biết. Tại sao lại tránh né em? Em làm cái gì cho anh giận hả? Mai Trâm vẫn chưa biết sự thật về thân phận. Nếu để cô ấy biết mình suýt phạm tội loạn luân, cô ấy sẽ đau khổ lắm. Không được, mình nhất định phải giấu. Anh ông Quân ơi, anh ông Quân hả? Anh bị làm sao vậy? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Đầu tháng sau anh sẽ đi nước ngoài chữa trị. Nếu mà anh chịu ra nước ngoài chữa trị, vậy thì em mừng quá rồi. Chuyện mừng hơn nữa là cô bạn gái năm xưa của anh đã xuất hiện, và cô ấy sẽ đi cùng anh ra nước ngoài chữa trị và chăm sóc cho anh. Bạn gái? Ý anh nói là sao? Năm xưa khi anh còn học ở Sài Gòn, anh có quen một cô gái. Rồi sau đó về nhà, tai nạn xảy ra. Anh bị quá sốc và mặc cảm, cho nên cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy. Nhưng cách đây mấy ngày, cô ấy đã chủ động tìm đến nhà thăm anh. Thấy anh bị thương như vậy nè, cô ấy chẳng những không chê bai, mà còn hứa sẽ ra nước ngoài chăm sóc cho anh. Vậy là mấy ngày hôm nay vì cái lý do này mà anh tránh né em hả? Anh cảm thấy lòng anh áy náy lắm, không biết phải nói với em như thế nào. Em đã đối xử tốt với anh nhiều như vậy, thật sự anh không muốn làm em tổn thương. Nhưng em phải hiểu cho anh, thật sự anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Và còn... Thôi được rồi, anh đừng có nói nữa. Em hiểu hết rồi. Mai Trâm, chỉ có cách này mới khiến em nhanh chóng quên anh đi. Thật lòng chúc em tìm được hạnh phúc của riêng mình.